Tiêu hóa không tốt có thể làm giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất. Nuvi thức uống sữa tươi lên men. Sản phẩm được lên men 100% tự nhiên từ sữa tươi sạch. Công thức được bổ sung kẽm và prebiotic giúp bé có một hệ tiêu hóa khỏe. Sản phẩm được viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển khuyên dùng 2 hộp mỗi ngày. Mua ngay. Theo dõi tụi mình hả? Phải lên trên để xem bọn chúng đang làm gì mới được. Hả? Đó là các linh thú và hổ cầm cừ cấp 1 nữa. Sao lại bị rơi vào hồ như vậy? Mau trả lời cho ta biết, thương người sông sữa ở đâu? Đã nói là không nói người nghe rồi mà, sao mới lị vậy? Hắn trấn nuốt các linh thú để hỏi về thượng nguồn sông sữa sao? Tên ác độc, toàn ra tay với những linh thú nhỏ không có sức kháng cự. Mình sẽ lấy lại viên thủy từ trong tay hắn ngay bây giờ. Nhìn tụi nó sập nước buồn cười quá bay ơi bay. Có con hắn kia bơi bơi nhìn như lẩu nắm gì đó. Ủa, ai kêu ta vậy? Chắc là sếp kêu chứ ai. Thôi đi lẹ, không thôi ông quạo bây giờ. Sao sếp kêu ghê quá vậy sếp? Các dãy núi ở đây có thể phản xạ lại giọng. Hắn sẽ không biết đâu mới là nơi phát ra tiếng động thật sự. Sếp ở trong này hả sếp? Ai vậy? Rambo hả? Kiểu gì mà nổi da gà với cha? Tới liền nè. Ê, Vicky, ta nè, lên đây. Mày làm gì trên đó vậy? Có chuyện gì mà phải chui vô đây? Ai biết đâu. Ủa, ngươi gọi ta mà. Ủa, ai gọi hồi nào đâu? Ủa, vậy sao mày kêu ta lên đây? Kêu lên là để hỏi vì sao mày tới đây chứ bộ. Đánh lạc hướng được bọn chúng rồi. Kích hoạt bộ đệm khí êm như nhung, triệt tiêu mọi tiếng động khi di chuyển. Hả? Là ai? Bên nào dân? Thành công rồi. Viên thủy, hãy rút nước xuống. Anh áo xanh, đừng sợ, anh sẽ cứu bọn em. Hóa ra là người giả giọng sếp để dụ bọn ta ra chỗ khác. Người muốn cướp đồ của sếp ta hả? Không có dễ đâu. Mau cướp lại viên thủy trong tay hắn. Ok sếp. Không người ra đâu. Bỏ viên thủy ra cho thằng trong kia. Sao em tới được đây vậy? Chính là bọn chúng đó, thủ lĩnh. Hổ cầm cừ cấp 1 ở dưới đó, thủ lĩnh ơi. Con hổ này nhìn còn dữ hơn con mèo lúc trước nữa. Lỡ mà nó phát điên thì... Thằng nhóc này là đứa chủ mưu. Nó cầm viên linh thạch thủy trong tay kìa. Thủ lĩnh, chính anh áo xanh. Anh áo xanh đã điều khiển. Ra là ngươi. Ngươi sẽ bị hành quyết vì làm tổn thương đến linh thú trên vực hoang vầm. Khoan đã. Hành quyết là sao? Đi đâu vậy? Em chết rồi. Anh áo xanh sẽ bị ném vào bức tường âm thanh để hành quyết mà. Chuyện gì? Hả? Đó là gì vậy?
là bức tường âm thanh. Bên trong nó có chứa những tần số có thể làm rối loạn đầu óc, khiến con người điên loạn và đau đầu như muốn nổ tung. Tất cả những kẻ đụng đến lãnh địa của ta sẽ phải chịu kết cục đau thương đó. Đã đứng chờ. Hãy lắng nghe người khác giải thích trước khi kết tội họ nha.